bao quy đầu dài không phải là một cái tình trạng bệnh lý. Thế tuy nhiên khi mà bao quy đầu dài trùm qua cái lỗ đáy ấy, thì khi bạn đi đáy xong ấy, dù các bạn có vắt sạch như thế nào ấy, thì bao giờ cũng có 1 đến 2 giọt nước tiểu nó đọng lại trong dưới lớp da bao quy đầu, thì khi đó tạo thành môi trường ẩm ướt ở trong cái da bao quy đầu ấy. Đó là một cái điều kiện thuận lợi để cho vi khuẩn phát triển. Ở con trai của chúng ta ấy, thì chúng ta dễ dàng chúng ta lộn ra để chúng ta vệ sinh sạch. Thế nhưng mà khi mà những cái vi khuẩn ấy nó vào trong não của phụ nữ thì rất khó để mà các bạn gái có thể vệ sinh sạch được. Thế chính vì vậy mà con gái bao giờ cũng viêm nhiễm phần phụ tái đi tái lại rất là nhiều lần. Đấy là nguyên nhân chính các bạn. Đấy, chính vì vậy thì bao quy đầu dài thì nó không chỉ mổ. Thế tuy nhiên khi mà nó bị viêm nhiễm tái đi tái lại nhiều lần thì đó lại là một chỉ mổ. Các bạn nam chú ý nhé.